Giờ chơi rồi, Fristy thôi. Nó bán ra. Máy tính bảng vạn năng. Xe đạp lốc xoáy. Tai nghe cầu bông. Đồng hồ phát sáng. Giờ chơi rồi, sáng tạo với Fristy thôi. Cảm ơn các người đã giúp ta tạo khói. Fristy, giờ chơi phiêu lưu ký. Giờ chơi rồi, Fristy thôi. Lạnh thế này có cái ngô nướng ăn thì sướng nhỉ. Fristy, cậu chuyên pha đám. Tớ đang mơ giấc mơ ngô đấy. Đây, đã đồng ý các cháu chưa nào? Nóng quá. Đồ, cậu đúng là đồ ham ăn. Kệ tớ, có thực mới vực được đạo chứ. Cháu thấy có một ngôi nhà tình thương ở gần đây. Trên bản đồ chỉ cách đây khoảng 2 km. Chúng cháu đến đó để xem các bạn nhỏ trời lạnh thế này có đủ ấm không nhá. Ý kiến đúng, các cháu lên đường đi. Vâng ạ. Đây chính là vị trí căn nhà tình thương. Có ai ở nhà không? Dạ có. Anh cho biết đời bụng tốt. Chào các bạn nhỏ. Tím hết tay rồi, chắc lạnh quá đấy mà. Lily, đừng nói là bạn bị cảm lạnh nhá. Không, tôi thấy có mùi gì ấy. Hình như là có mùi khói than. Đây rồi, bếp than tổ ong. Quái vật khói than. Đúng rồi, ho mạnh vào, ta sẽ phá hủy lúa cát nguội. Lôi phong. Mọi người không sao chứ? Lại là lũ biệt đội bụng tốt phá đám ta. Người ít làm việc xấu đi thì chúng ta sẽ không thèm động đến đâu. Bớt mồm đi, hú đấm lửa. Ba lô phòng vệ. Cảm ơn các người đã giúp ta tạo khói. Quạt khói yêu ma. Cẩn thận khói đâu. Xe đạp phát sáng siêu tốc, tạo năng lượng sạch. Bình nước phát sáng vô cực. Quả cầu ma quái. Không được để bếp than tổ ong trong nhà đâu.
đóng nắp lại, không có gió than sẽ tắt ngay thôi. Các em uống nước đi. Vâng ạ. Để thoáng khí, cho khói than bay hết ra ngoài đã. Các em nhớ nhá, dù có lạnh thế nào cũng không được sưởi ấm bằng than tổ ong, rất nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là mất mạng đấy. Vâng ạ. Đây là chăn ấm mà biệt đội tặng các em đấy. Ấm quá, cảm ơn biệt đội bụng tốt. Năng lượng của chúng ta tăng lên rồi. Giờ chơi rồi, Frisbee thôi.